tàu bắt tốp xì gà bầu sừng tuần lộc, khuôn đồng đúc, cán sừng châu BT013. Hút cuối điếu là thử thách với nhiều quý ông xì gà bởi sức nóng là khó kéo hơi. Tàu bắt tóp giúp anh giải quyết cuối điếu nhanh chóng và nhẹ nhàng. Hiện nay khá nhiều mẫu tàu giúp anh làm tốt việc hút cuối điếu. Tuy nhiên các anh cần phải chọn đúng sai phù hợp với loại thuốc mình đang hút. Chất liệu thân bầu sừng tuần lộc, tuần lộc còn là biểu tượng của ánh sáng, công bằng, lẽ phải và thành công. Còn theo quan niệm của phương Đông nói chung và người Việt nói riêng, tuần lộc là biểu tượng của tài lộc thịnh vượng trường thọ đây là loài vật biểu tượng cho cuộc sống lâu dài với khả năng chịu đựng tốt điều này thể hiện qua việc chúng có thể sống tốt qua mùa đông lạnh giá phải đối mặt với điều kiện thiếu thức ăn hình ảnh đàn tuần lộc trong xương tuyết phủ trắng có ý nghĩa mong muốn vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đi tới thành công sừng được mài tinh sao không ghép nên rất cứ và rất chắc chắn đảm bảo độ bền của sản phẩm trong thời gian dài sử dụng lưu ý màu của sừng tự nhiên không giống nhau nên có thể bạn sẽ nhận được một chiếc tàu với gam màu hơi khác với mẫu trên ảnh. Tuy nhiên chất lượng, form dáng vẫn được giữ nguyên và cùng một khuôn mài. Chất liệu cán làm từ sừng châu, châu phi, sừng không ghép nên rất cứ và rất chắc chắn, đảm bảo độ bền của sản phẩm trong thời gian dài sử dụng. Màu của sừng tự nhiên không giống nhau, nên có thể bạn sẽ nhận được một chiếc tàu với gam màu hơi khác với mẫu trên ảnh. Tuy nhiên chất lượng, form dáng vẫn được giữ nguyên và cùng một khuôn mài. Phần võ tàu được đúc 4 bậc tương thích với 4 size thông dụng nhất hiện nay, khoảng từ Dinh sai 1 từ 42 đến 44, dinh sai 2 từ 46 đến 47, dinh sai 3 từ 49 đến 52, dinh sai 1 từ 54 đến 57. Quần bõ được đúc từ đồng, màu vàng và nhôm, màu bạc bền đẹp và chắc chắn, được đúc nguyên khối, liền mạch bám sai với các đầu xì gà khác nhau. Thưởng thức xì gà là quá trình dài của sự trải nghiệm, là khoảng thời gian thư giãn sau ngày dài mệt mỏi bộn bề công việc, vì thế nên bạn nên sở hữu những phụ kiện làm cho bạn thật thoải mái và nhiều cảm hứng tàu BT-013 được đặt làm thủ công bằng đôi bàn tay thợ lành nghề, máy móc công nghệ cao. Sự nghiên cứu và thiết kế để đảm những chiếc tàu là tốt nhất. Chúng tương thích với phần đa số kích thước xì gà thông dụng được ưa chuộng. Ngoài khả năng chính là bắt tóp xì gà cuối điếu, BT-013 còn là một phụ kiện đẳng cấp cho người chơi xì gà. Tàu giúp các anh thưởng thức trọn vẹn điếu xì gà. Ngoài ra chúng cũng giúp bạn trông lịch lãm, sang trọng và đẳng cấp hơn. Nhiều mẫu thiết kế đẹp cùng gam màu bắt mắt giúp bạn tôn vinh vẻ đẹp cá nhân. Anh nào kết sản phẩm này hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Các anh muốn biết thêm thông tin của sản phẩm, hay vào trang web ambe.vn, đánh vào ô tìm kiếm BT013 để biết thêm thông tin hình ảnh của sản phẩm. Hoặc để tiết kiệm thời gian các anh hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Mã sản phẩm là BT013. Cảm ơn các anh đã xem hết video. Hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.